Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình và theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Và nếu như quý vị đang theo dõi chúng tôi trên YouTube thì vui lòng hãy nhấn vào nút subscribe để nhận những cái thông báo mới về những cái video mới sẽ xuất hiện trên kênh của Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, tiếp tục ở phần 2 này, Hoàng Vy ở phần 1 đã thưa quý vị về câu chuyện của cái nhân vật David Duterte tấn công vào nhà bà chủ tịch Hạ viện đó. Nhưng mà qua cái cuộc tấn công này nè, bây giờ những cái chính trị gia nghiên cứu về tình hình chính trị của nước Mỹ đó, người ta lo ngại hơn, người ta nâng cái quan điểm lên và người ta nghĩ rằng á là có thể đây bắt đầu một cái xu hướng mới trong cái vấn đề, một xu hướng mới, một trào lưu mới về cái vấn đề về tấn công bạo lực chính trị trong nước Mỹ. Thưa quý vị, là bởi vì cái chuyện mà tham gia vào những cái nhóm như Occupy, những cái phiến quân, những cái bạo loạn để mà tấn công rồi gây ra những cái cuộc xáo trộn hay về bạo lực nội trong nước Mỹ, bây giờ người ta nhận định là nó là xưa rồi. Mà bây giờ có một cái xu hướng là người ta hoạt động một mình, giống như là những con sói đơn độc đó thưa quý vị. Như cái tay David Duterte này, đâu có tổ chức, đâu có băng đảng, đâu có hội nhóm nào đâu. Một mình, một thân, đeo cái bát hạt ở trong đó chứa còng nhựa, nè, chứa dây chói, nè, chứa búa, đem búa nè, và đột nhập và đập cửa và tấn công vào nhà bà Paul Pelosi. Thì nó cũng trùng khớp với một cái bản báo cáo vào hồi tháng 10 năm 2021 trong một cái cuộc nghiên cứu dài hơi của một cái ông tiến sĩ có tên là Rachel Greenfield. Ông này đưa ra cái bản báo cáo rất là dài và nói rằng là sự trỗi dậy của bạo lực chính trị ngay trong nước Mỹ, và ông cũng nhận định giống như vậy vào hồi tháng 10 năm 2021. Có nghĩa là bây giờ những cá nhân, những con sói đơn độc á, họ không có cần gia nhập phiến quân hay là không có cần gia nhập những cái tổ chức như là QAnon hay là Oathkeeper, và họ tin vào những cái gì mà đang lan truyền trên mạng xã hội và họ trỗi dậy, họ tấn công. Nhưng mà để thấy một điều rằng cái môi trường chính trị nước Mỹ hiện nay đang rất là căng thẳng. Và ngày hôm nay cái lời nhận định của bà công tố viên của San Francisco là cái người thụ lý hồ sơ này nè thưa quý vị, đưa cái nhân vật David Duterte ra tòa đó. Bà nói về cái chuyện là những cái nhân vật mà có cái tầm ảnh hưởng đối với công chúng á, mà cứ lan truyền những cái điều không có thật, những cái thuyết âm mưu, nếu không muốn nói là những cái lời xảo trá đó, thì nó sẽ có cái tác động rất là tiêu cực như thế nào. Xin mời quý vị theo dõi một đoạn video clip ngắn sau đây. She later told Walker he became upset. He came to my house and picked me up and drove me to the clinic. And I went in alone and he waited in the car while I went in and had the procedure. Jane Doe says Walker gave her cash to pay for the abortion. She has no records or receipts of the payment or the procedure. Message to anyone who wants to push misinformation. That first of all, it's disgusting that it's something that shouldn't be done. We're looking at a family that has been extremely traumatized. If you could imagine having somebody intrude into your home in the middle of the night while you're sleeping and physically attack you, this is something that we should all be, like I said, unsettled about, and that we should be respectful of what this family has gone through. And so to have people make light of the situation, spread misinformation, or even make jokes about it, I think really represents, like I said, just the toxic nature of our political atmosphere right now. And finally... Đó, thưa quý vị, có nghĩa là nhân vật cái bà công tố viên này ở San Francisco, bà nói như thế này nè, thật là ghê tởm và dùng từ disgusting. Và mọi người hãy cứ nghĩ đi, theo cái lời nhân vật này nói, mọi người nghĩ đi, nếu như mà quý vị đang ngủ mà có người nào đó đột nhập vào nhà và dùng búa đấm vào đầu quý vị, và sau đó người ta bỡn cợt, người ta đùa trên cái câu chuyện đó, thì quý vị và gia đình của quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Cái chuyện này là không có đùa giỡn được. Và đây, nó cái việc mà lan truyền những cái thông tin giả, những cái thuyết âm mưu như thế này á, nó chỉ gây cái sự kích động cho cái tình hình, cái phân cực về chính trị và cái môi trường chính trị của Mỹ nó ngày càng trở nên căng thẳng và thối nát hơn thôi. Và khép lại cái câu chuyện này, thưa quý vị, người ta vẫn nói ở nước Mỹ có một cái điều rất là hay, đó là để thể hiện cái sự dân chủ, đó là tự do về ngôn luận. Những cái lời nói tự do thì nó không có hại, nhưng mà những cái phát ngôn mà xuyên tạc sự thật hoặc là mang tính hận thù nè, hoặc là kích động nè, mà dễ để dẫn tới những cái hành vi bạo lực á, là nó đem lại những cái hậu quả rất là lớn. Bởi vì chúng ta đâu có phải sống trong những cái xã hội là cộng sản hay là độc tài mà phải dùng bạo lực để mà trấn áp. Nếu như chúng ta bất đồng ý kiến, chúng ta bất đồng quan điểm về chính trị, chúng ta có thể dùng thể hiện cái quan điểm của mình trên cái lá phiếu cơ mà. Chúng ta có thể bày tỏ cái chính kiến đó trên cái lá phiếu, chứ không cần phải là cái sự miệt thị hay là xúc phạm
hay là thậm chí là tấn công và bạo lực, hoặc thậm chí bên này chỉ nói rõ và nói bên kia rằng kẻ nói dối là chủ nghĩa cộng sản, vân vân. Điều đó nó không cần thiết. Và chính vì như vậy làm cho người ta đang lo ngại về cái tình hình chính trị ngay tại Mỹ hiện nay. Nó rất là xào xáo như một cái nồi lẩu thập cẩm vậy. Và nói về những cái câu chuyện này đó thưa quý vị, thì cũng trên Twitter mới xảy ra vào chiều tối ngày hôm thứ Ba đây thôi nha thưa quý vị. Và Hoàng Vy đọc thấy và muốn thưa quý vị, đây phải nói là một cái trò đùa rất là ác, không có chấp nhận được. Phải nói ngay từ ban đầu, quan điểm Hoàng Vy là không có thể chấp nhận được. Nhưng mà trên Twitter đó, tối ngày hôm thứ Ba có một cái trending nổi lên. Cái trending đó nó có cụm từ chính là gì? Quý vị có biết không? Xin ban kỹ thuật cho chúng tôi xem cái bài báo trên Business Insider nói rất là rõ về cái câu chuyện này. Là họ tạo ra một cái trò đùa có cái hashtag đó là Trump is dead. Ông Trump chết rồi. Đây là một cái trò đùa trên Twitter thưa quý vị. Thì do một cái nhân vật là một cái tay hài có tên là Tim Heidecker đã chủ ý tạo ra cái trending như vậy, Trump is dead, để làm gì? Ông nói, và thậm chí là còn tuyên bố là tôi nghe cái tin này nè, là ông Trump đã chết trong một cái điều kiện mà ông ấy bệnh tật và rất là buồn bã, cái chết này nó buồn bã lắm. Và ngay lập tức cái tweet này đó, nó vừa mới tạo ra vào chiều tối ngày thứ Ba thì nó lan truyền với mức độ rất là chóng mặt, hơn 20.000 like và cả ngàn cái tweet lại, họ repost cái dòng cái trending này. Để thấy là cái mức độ lan tỏa trên mạng xã hội phải nói là nó ghê gớm và nó khủng khiếp, dễ sợ. Và tận đến ngày hôm nay, khi mà chúng tôi chuẩn bị lên sóng, thì phía đại diện của cựu Tổng thống Donald Trump chưa có bình luận, ông Trump cũng chưa lên tiếng gì về câu chuyện này. Không rõ là ông đã biết chưa. Nhưng mà cái người, cái tác giả mà tạo ra cái trò đùa phải nói là quái ác như vậy á, thì người ta giải thích, người ta nói là người ta muốn xem, người ta muốn thử, người ta muốn test thử. Đây là cái cách thử để xem là cái Twitter đó, sau khi mà ông Elon Musk tiếp quản á, bây giờ cái chế độ mà kiểm duyệt mà để mà verify cái thông tin á, có còn được sử dụng như trước đây hay không. Và Hoàng Vy cũng có thưa quý vị rồi, khi mà Elon Musk tiếp quản Twitter đó vào thứ Sáu tuần vừa rồi đó, thì nhiều người rất là lo ngại về, đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Thứ nhất là bản thân ông Elon Musk, mà bây giờ ông tự nhận ông là Chip Tweet đó thưa quý vị, cái tên nghe hay, Chip Tweet. Bản thân ông này cũng hay đưa ra những cái dòng post rất tào lao về cái tình hình chính trị, những cái cuộc chiến Nga, Ukraine, về Trung Cộng và Đài Loan, rồi cả về cái câu chuyện về Paul Pelosi, Hoàng Vy đã trình bày rồi, không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà có một cái ý nữa là ông Musk liệu là có còn giữ được cái team mà chuyên đi quét những cái thông tin giả, trong cái nỗ lực của cả Facebook, của cái Twitter, có một cái team để mà họ quét những cái thông tin giả, misinformation, đặc biệt là đối với cuộc bầu cử, hay là trong cái hồi đại dịch Covid-19, thì những cái thông tin giả nào thì họ cũng nỗ lực, không có làm hết được đâu, nhưng mà để mà cản bớt cái làn sóng tin giả như vậy. Và trong bối cảnh là Nga và Trung Quốc đang ra sức, người ta hack vào những cái thông tin và cái hạ tầng cơ sở của Mỹ để mà đưa ra những cái thông tin giả và chống phá, để phá hoại cái cuộc bầu cử, thì bây giờ nhiều người, người ta đang lo ngại cái chuyện đó lắm. Thì cái tay hài hồi nãy Hoàng Vy có thưa tên quý vị là Heidecker đã có một cái trò đùa quái ác như vậy, nó không chấp nhận được rồi. Đây là nó giỡn hơi lố, hơi quá. Nhưng mà theo cái lời đó, nó phản ánh cái quan điểm là không biết là cái chuyện mà bảo mật, rồi kiểm duyệt, rồi kiểm soát những cái thông tin và chiến lại với những thông tin giả trên Twitter nó có còn hiệu quả hay không. Và cũng liên quan, và ông Musk, ông Elon Musk cũng cho đến thời điểm này, khi mà chúng tôi chuẩn bị lên sóng, thì Elon Musk chưa có phản hồi gì về câu chuyện này hết. Mặc dù nha, từ hôm thứ Sáu tới giờ coi như là Elon Musk có vẻ như rất là tận tâm, tận sức và dành nhiều thời gian để mà theo dõi từng cái post, từng cái trending ở trên Twitter, cả những cái phát biểu của những cái người nổi tiếng. Ví dụ như là vào hôm thứ Hai, khi mà hàng loạt những cái nhân vật celebrity ấy, thưa quý vị, người ta bày tỏ cái quan điểm của người ta về cái chuyện là Elon Musk sẽ đưa ra cái đề nghị thôi bây giờ đó, những cái tích xanh á dành cho những cái account, những cái người nổi tiếng mà có nhiều người theo dõi á, thì bây giờ phải đóng khoảng 19 đồng 99 một tháng để mà duy trì cái tích xanh như thế này. Thì ngay lập tức ông Elon Musk đưa ra cái đề nghị là bị dân tình, những cái người nổi tiếng, người ta phản đối rất là dữ. Và một trong những cái người phản đối là ông nhà văn, tác giả của những cái tiểu thuyết về kinh dị, về trinh thám rất là nổi tiếng là Stephen King đó thưa quý vị. Ông Stephen King này nói là, trong số những cái người phản đối, ông Stephen King này nói, what? Phải trả 19 đồng 99 đó hả?
đáng lẽ là Elon Musk sẽ trả ngược lại cho tôi đó chứ. Thế thì theo quan điểm của họ là để mà những cái người nổi tiếng này người ta có những cái dòng post trên Twitter thì người ta kéo một cái số lượng lớn những cái fan hùng hậu muốn theo dõi những cái quan điểm người này phải lên trên Twitter. Thì Elon Musk ngay sau đó luôn thưa quý vị thì phản hồi ngay lập tức và nói với ông Stephen King là post lại là 19.99 giờ mắc quá hả? Thôi bây giờ hạ xuống 8 đồng nha, 8 đồng chịu không? Bởi vì Twitter còn phải trả chi phí nữa chứ. Đó là những gì mà thấy là ông Elon Musk khá là active kể từ khi mà ông nhận Twitter, ông kết thúc cái thương vụ mua bán và ông chính thức nhận mình là chip tweet đó thưa quý vị. Nhưng mà sau cái trending mà quái ác, cái trò đùa quái ác như thế này nó diễn ra vào chiều tối ngày thứ ba nè, cái trending Trump is dead, thì Elon Musk chưa có cái phản hồi nào hết và người ta hơi là ngạc nhiên. Và cũng vào chiều tối ngày thứ hai thì Elon Musk có vẻ không thích cái nickname là chip tweet nữa. Bây giờ Elon Musk chuyển sang sau cái profile của mình á, cái tên là Twitter Complaint Hotline Operator, là cái người chuyên giải quyết những cái vụ than phiền và đường dây nóng đó. Đó là những gì mà Elon Musk đã thể hiện. Và có một cái thông tin cũng liên quan đến ông tỷ phú này và Hoàng Vy nhiều lần thưa quý vị đó. Có vẻ như ông này á không có chấp nhận dừng chân ở cái đế chế kinh doanh hết sức là vĩ đại và đồ sộ của mình rồi. Và thực sự là ông này giỏi, Elon Musk rất là giỏi và có tham vọng lớn sân vào những cái lĩnh vực khác, kể cả trong cái vấn đề chính trị nữa. Nhưng mà quý vị có biết không, ở cái thời điểm này nè, Elon Musk đang điều hành 5 công ty cùng một lúc. Tesla quý vị biết rồi, SpaceX quý vị biết rồi. Còn có thêm một cái công ty khởi nghiệp về chip não đó là Neuralink. Và cái công ty đào đường hầm Boring Company, Boring có nghĩa là nhàm chán. Và bây giờ là công ty thứ 5. Nó không boring chút nào hết, đó là Twitter. Nếu ông muốn nói là từ lúc mà ông Elon Musk chính thức nhận lấy cái Twitter đó thưa quý vị, thì cái mạng xã hội này trở nên phải nói là nó nháo nhào, nó xáo xào, nó lộn xộn, nó xáo trộn và đầy rẫy những cái thuyết âm mưu. Hoàng Vy cũng đã thưa quý vị là chỉ trong có 2 ngày thôi, chưa được 48 tiếng, mà người ta nói là cái số lần những cái post mà có cái chữ N-word đó, có nghĩa là xúc phạm và kỳ thị những người da đen đó, nó trỗi lên trên Twitter tăng 150% so với thời gian trước. Coi như là bây giờ cái sân chơi Twitter theo nhiều người đang lo ngại là nó giống như là vườn không nhà trống vậy. Ai muốn lan truyền thuyết âm mưu, ai muốn xúc phạm ai, hay ai muốn đưa những cái trending, những cái giả thuyết, những cái câu chuyện mà nó không có căn cứ và nó xuyên tạc như cái trò đùa quái ác mà Hoàng Vy vừa thưa quý vị thì cũng được. Và một cái chi tiết mới thưa quý vị, vì sao mà hàng loạt những cái thương hiệu người ta bắt đầu rút quảng cáo ra khỏi Twitter? Bởi vì quý vị biết mà, những cái mạng truyền thông xã hội như là Facebook, như là Twitter sống và nhờ vào cái nguồn thu rất là lớn là từ những cái hợp đồng quảng cáo. Nhưng mà mới đây nhất nè thưa quý vị, General Motors nè, rồi Ford nè, cũng tuyên bố là bây giờ rút không có quảng cáo trên Twitter nữa. Phải nói đây là một cái cú trời giáng vào cái tình hình kinh doanh của Twitter. Cũng vào ngày hôm nay, Hoàng Vy đọc thấy cái thông tin Bloomberg vừa mới đưa ra. Elon Musk đã mất 9 tỷ Mỹ Kim kể từ cái hôm mà cái thương vụ Twitter được hoàn thành đó thưa quý vị. Và bây giờ cái tài sản của ông còn 203 tỷ. Và tính từ đầu năm tới nay là ông bị mất 25%. Là thiệt hại nặng nề chứ. Và vào hồi tháng 6, chính Elon Musk còn nói là hy vọng là sẽ biến cái Twitter này trở thành một cái WeChat tại Trung Quốc. Thì không rõ là ông có làm được cái điều này hay không. Nhưng mà quảng cáo nó vốn đóng góp tới 92% doanh thu cho Twitter đó. Mà bây giờ những cái doanh nghiệp, những cái thương hiệu lớn như thế này, họ nói là họ rút khỏi Twitter, nó sẽ là một cái thảm họa đối với mạng xã hội này. Đó là câu chuyện mà Hoàng Vy vừa mới thưa quý vị. Và cũng liên quan tới cái tình hình mà bầu cử đó thưa quý vị. Cũng liên quan đến tình hình bầu cử giữa kỳ, phải nói là đang rất là căng thẳng và sẽ diễn ra còn 6 ngày nữa thôi. Thì những thông tin về những cái chính trị gia đó, nó vô cùng sôi động và nó vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là ở những cái tiểu bang chiến trường như là Pennsylvania, như là Florida, như là Nevada. Thì liên quan tới cái cuộc chiến ở Georgia đó thưa quý vị, thì ngày hôm nay cũng có một cái thông tin mới nhất liên quan đến ông ứng cử viên ở bên phía đảng Cộng Hòa là ông Herschel Walker. Quý vị biết rõ rồi, nắm quá rõ câu chuyện rồi. Đó là những scandal của ông này liên quan đến những người phụ nữ mà ông đã yêu cầu là phải đi bỏ thai, trong khi ông là người đang kêu gọi là không có được phá thai bằng mọi giá.
Thế thì cái câu chuyện mới nhất liên quan đó là cái người phụ nữ thứ hai đó thưa quý vị, người mà đã chấp nhận là vào ngày hôm thứ ba đã chấp nhận là bước ra ánh sáng luôn và xuất hiện trong một cái chương trình phỏng vấn trên ABC News và bà công khai bà nói cái quyết định này của bà bước ra là để tôn trọng cái sự thật và cử tri của Georgia phải được quyền biết sự thật. Thì cái nhân vật này đã nói với người phỏng vấn Chu Chu Trang ở trên đài ABC News thưa quý vị. Bà nói là năm 1993 thì bà có thai với ông Herschel Walker trong một cái mối quan hệ rất là lãng mạn và lâu dài. Và hai người thì thường gặp nhau vào buổi sáng. Nhưng mà cái mối quan hệ đó cho đến khi mà bà có thai đó thì ông Herschel Walker đã yêu cầu bà phá thai. Thì nó chỉ thêm một cái sự thật nữa để cho cử tri Georgia chính là người quyết định trên cái lá phiếu của mình liệu là sẽ chọn ứng cử viên nào cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ này. Thì đó là cái quyết định của cử tri Georgia. Nhưng để cho thấy có một điều là về American Dream á. American Dream thưa quý vị, khi người ta nói về American Dream là gì? Ví dụ như là trong cái cuộc vận động gặp gỡ cử tri tại Florida cũng diễn ra vào chiều tối ngày thứ ba, khi mà ông tổng thống Joe Biden đến Florida để mà kêu gọi cử tri ủng hộ cho hai ứng cử viên bên phía đảng Dân chủ đó, trong đó là có ông ứng cử viên cho chức thống đốc ở Florida là ông Charlie Crist và một cái bà thượng ứng cử viên cho chức thượng nghị sĩ của Quốc hội liên bang muốn thay thế Marco Rubio đó thưa quý vị. Thì cái nhân vật ứng cử viên là Van Demings. Bà có nhắc về cái American Dreams. Bà nói đó là cha mẹ bà đó từ nhỏ là bà thấy là lớn lên là cha mẹ lúc nào cũng đi làm từ sáng cho đến tối mịt mới về nhà, làm cho đến mệt lả luôn. Cho nên bà là cái người duy nhất trong cái dòng họ của bà đó mà có được cái tấm bằng cử nhân. Và cái thứ hai là bà trở thành một chính trị gia. Bà thay đổi hoàn toàn, bà thực hiện cái ước mơ rất là to lớn của gia đình mình. Và đó là cái American Dream. Nhưng mà bây giờ đó, cái American Dream nó được bổ sung thêm một cái điều nữa thông qua cái câu chuyện của ông Herschel Walker là một cái ứng cử viên bên ở Georgia đó thưa quý vị. Là bất kỳ lúc nào nếu quý vị muốn trở thành một nhân viên FBI thì quý vị cũng có thể trở thành một nhân viên FBI, chỉ cần mình tuyên bố là mình đã từng làm cho FBI. Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta đã từng tốt nghiệp loại ưu ở một cái trường đại học luật thì chúng ta cũng có thể làm điều đó, chỉ cần bằng lời nói phát ngôn ra với cử tri thôi. Đó là những gì mà ông Herschel Walker đã nói với cử tri của mình tại tiểu bang Georgia, mà sau đó những cái nguồn tin người ta xác thực lại thì hoàn toàn không có điều đó xảy ra. Và Hoàng Vy sẽ trở lại với chương trình sự kiện trong ngày sau ít phút dành cho thương mại.